Ok, xin chào các bạn nhé. Quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo hay về Facebook. Những bạn nào mà đang dùng Facebook ấy, các bạn hay gửi những cái lời mời kết bạn hoặc là các bạn đã nhận được những cái lời mời kết bạn ấy mà các bạn muốn xem lại. Đầu tiên là cái lời mời kết bạn đã gửi hoặc là cái lời mời kết bạn đã nhận mà các bạn không muốn gửi những cái lời mời kết bạn đó đi nữa, các bạn muốn thu hồi lại hoặc là các bạn muốn xóa, muốn hủy cái lời mời kết bạn đó đi mà các bạn không biết đang tìm ở mục nào trên Facebook, thì đừng lo, trong video này mình sẽ giúp cho các bạn cách các bạn tìm lại và các bạn hủy xóa những cái lời mời kết bạn các bạn đã gửi đi. Đó, rất là không vui khi mà các bạn gửi lời mời đi mà không được người ta chấp nhận. Đó, thôi tốt nhất là mình xóa luôn. Ok nhá. Và không để các bạn chờ lâu nữa, các bạn hãy theo dõi ngay đoạn sau video của mình nhé. Ok, intro. Và mình sẽ giúp cho các bạn thực hiện cả ở trên điện thoại và ở trên máy tính nhé. Bạn nào dùng thiết bị nào cũng được, các bạn miễn là các bạn thực hiện theo các bước của mình là ok nhé. Ok nhé, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên cái phần điện thoại trước. Thì như các bạn đã biết thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác này ở trong cái mục là bạn bè nhé. Và bây giờ các bạn vào cho mình cái mục là trang cá nhân của các bạn trước. Ở tại giao diện trang cá nhân thì các bạn sẽ vào cho mình cái dấu ba gạch. Nếu bạn nào mà dùng Android thì các bạn sẽ chọn ở phần phía trên. Còn những bạn nào mà đang dùng iPhone thì các bạn phía dưới nhé. Các bạn chọn dấu ba gạch này. Đó. Sau đó các bạn sẽ tìm thấy ở trong cái mục là thanh lối tắt. Đó, thanh lối tắt ở đây thì sẽ có cái mục là bạn bè này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là bạn bè. Đấy, trong cái mục bạn bè này thì ngay lập tức sẽ hiện ra cho các bạn cái giao diện đầu tiên là lời mời kết bạn. Có nghĩa là đây là những cái lời mời mà các bạn đã nhận được nhá, chứ không phải là cái lời mời mà các bạn đã gửi đi đâu. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn xác nhận cái lời mời nào ấy thì các bạn chỉ việc chọn click vào thôi là ok, là người đó sẽ là bạn bè của các bạn nhá. Còn nếu không thì các bạn sẽ xóa đi. Ví dụ mình sẽ chọn là xóa chẳng hạn. Đó, đây, đã gỡ lời mời kết bạn. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị là đã xóa, đã gỡ lời mời kết bạn. Rồi, tiếp theo những người tiếp theo cũng như thế nhá. Rồi ok. Và các bạn sẽ, đây, các bạn sẽ quay trở lại này và các bạn chọn lại một bạn bè này. Đấy, đây. Đó. Ok, các bạn chọn xem tất cả nhá. Rồi, để mà xem được những cái lời mời kết bạn mà các bạn đã gửi đi thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái phần là lời mời kết bạn này, ở trên cái phần trên cùng ấy, cái thanh tab trên cùng ấy, nó có cái mục là dấu ba chấm, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, và các bạn sẽ thấy ở phía dưới này có cái mục là xem lời mời đã gửi, các bạn sẽ chọn vào. Ok nhá. Đó. Thì đây sẽ là toàn bộ những cái lời mời kết bạn mà các bạn đã gửi đi mà người đó chưa đồng ý kết bạn nhá. Đó, những cái người bạn mà các bạn gửi đi. Đây, mình sẽ có là 61 lời mời kết bạn. Đó, 61 lời mời. Thì các bạn sẽ muốn hủy của ai cũng được. Các bạn, ví dụ như mình sẽ chọn hủy bạn này chẳng hạn. Đây, chọn hủy này. Đấy, khi mà các bạn đã hủy xong thì nó sẽ có cái câu là đã hủy lời mời nhé. Đấy, tiếp theo. Rồi, các bạn muốn hủy ai cũng được. Đấy, hủy này. Đấy, hủy vậy là xong. Đấy, khi mà các bạn hủy xong thì những cái lời mời kết bạn này nó sẽ không còn ở trên cái phần giao diện của các bạn ở trên điện thoại nữa, và trên tài khoản của bạn cũng tương tự nhé. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ở trên máy tính. Đó, ở trên máy tính, những bạn nào mà dùng máy tính thì các bạn cũng có thể thực hiện cái thao tác này cùng với mình nhé. Ok, ở trên máy tính thì các bạn cũng vào cho mình cái giao diện trang cá nhân Facebook của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ nhìn trên bên cái phần góc phải này này. Đó, cái phần góc phải này nó sẽ có cái mục là bạn bè ở đây nhé. Đó, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái mục bạn bè. Ok. Sau khi các bạn chọn vào mục bạn bè xong thì các bạn sẽ đợi nó sẽ hiển thị ra cho các bạn tất cả những cái danh sách bạn bè ở đây. Và các bạn sẽ chọn cho mình, đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là xem tất cả nhé. Đây, xem tất cả này. Đó, xem tất cả. Rồi, sau khi các bạn chọn phần xem tất cả xong thì ở đây cũng là giao diện cái phần lời mời các bạn đã được nhận. Đó, thì những bạn nào mà muốn xác nhận những cái người mà các bạn đã gửi cho các bạn lời mời kết bạn ấy thì các bạn sẽ chọn cho mình là xác nhận, ví dụ như mình là xác nhận ở đây này.
Đó, xác nhận xong. Và các bạn sẽ thấy là những cái người mà các bạn chưa có nút xác nhận ý, thì nó sẽ hiển thị xanh. Còn những người các bạn đã chấp nhận rồi thì một lúc nữa các bạn loát lại nó sẽ không còn nhé. Và để xem lời mời đã gửi thì ở phía dưới này này, đấy, các bạn sẽ nhìn này này, 324 lời mời kết bạn là cái của bạn nhé. Còn đây là xem lời mời đã gửi ở phía dưới nhé. Các bạn click vào. Đó. Thì đây, những cái lời mời mà kết bạn đã gửi xong. Các bạn muốn hủy tương tự nhé. Các bạn muốn hủy ai thì các bạn sẽ chọn, ví dụ mình sẽ chọn là hủy bạn này chẳng hạn. Đó, hủy. Thì khi các bạn chọn cái phần nút hủy xong, ở cái phần chữ hủy yêu cầu này nó sẽ không còn hiện nữa và nó đã hiển thị là đã hủy lời mời. Ok. Đấy thì cũng rất là đơn giản thôi. Hy vọng với hai cái cách này của mình thì các bạn có thể thực hiện ở trên cả điện thoại và trên máy tính một cách rất là đơn giản và dễ hiểu nhé. Ok. Và vừa rồi thì mình cũng đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai cách ở trên điện thoại và trên máy tính xem lại cái lời mời kết bạn các bạn đã gửi và các bạn xóa đi, hủy đi, không muốn gửi nữa. Và nếu các bạn thực hiện thành công thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách các bạn cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh và bấm thêm hình quả chuông thông báo nhé. Bạn nào mà đang gặp cái tình trạng nào ở trên điện thoại, gặp lỗi nào muốn mình hướng dẫn thì các bạn cũng mạnh dạn các bạn để lại cái phần ý kiến của các bạn dưới phần bình luận video giúp mình. Trong khả năng sớm nhất, khả năng và thời gian sớm nhất của mình thì mình sẽ ra video hướng dẫn cho các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video hướng dẫn lần tới của mình.